Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Để tiếp tục chuỗi video về các căn nhà Hà Nội ô tô 7 chỗ vào nhà đang được chào bán mới nhất tháng 11 năm 2022 thì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà xây dựng độc lập lô góc hai mặt thoáng nằm tại phố Giáp Nhị, quận Hoàng Mai. Căn nhà của chúng ta có diện tích là 35m², được xây dựng 5 tầng với giá đang được chào bán chỉ có 5,85 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ, em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà riêng Hà Nội ô tô 7 chỗ vào nhà, lô góc hai mặt thoáng nằm tại phố Giáp Nhị, quận Hoàng Mai mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Căn nhà của chúng ta có diện tích là 35m², được xây dựng 5 tầng với hướng chính Bắc anh chị nhé. Thiết kế thông sàn rộng rãi. Đường trước nhà đây anh chị, cực rộng luôn. Ô tô 7 chỗ vào thoải mái anh chị nhé. Cách phố Giáp Nhị của chúng ta thì chỉ khoảng 100m thôi. Rồi hãy quay Phương lát lại mặt tiền một lần nữa rồi chúng ta sẽ đi tham quan chi tiết phía trong của căn nhà này anh chị nhé. Lô góc luôn. Ô tô 7 chỗ vào nhà thoải mái. Đấy, sẽ zoom rộng lên một chút này. Đấy. Thiết kế thì rất hiện đại rồi. Với mức giá đang được chào bán là 5,85 tỷ cho một căn nhà như thế này. Đấy. Tầng 1 thì anh chị có thể để gara ô tô. Tầng 2 là phòng bếp, phòng khách. Cái này thì nó sẽ phụ thuộc nhiều vào nhu cầu sử dụng và mục đích sử dụng của mỗi gia đình anh chị nhé. Đây. Tầng 2 là phòng bếp, phòng khách luôn. Nhà vị trí lô góc cho nên nhà của chúng ta thì luôn tràn đầy ánh sáng, thông gió. Năng lượng của nhà rất là tốt. Hệ thống điều hòa đã trang bị sẵn rồi anh chị nhé. Cũng như hệ thống điện thì cũng được trang bị các thiết bị mới nhất rồi. Phía sau chúng ta vẫn còn mở được cửa sổ, khe thoáng cầu thang nữa cơ. Đương nhiên là với tầm diện tích như thế này, không thiết kế thang máy thì phòng ốc của chúng ta cũng sẽ tương đối là rộng. Rộng, thoáng. Tiếp theo chúng ta sẽ lên vị trí tầng 4. Tầng 4 thì cũng sẽ thiết kế tương tự với tầng 3. Tuy nhiên thì cửa sẽ mở vào trong để vệ sinh ở phía ngoài anh chị nhé. Tiếp theo là khu vực tầng 5. Tầng 5 của chúng ta đây. Sẽ có phòng thờ nhỏ đây và phòng ngủ phía ngoài này nữa. Vậy là chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ. Phía ngoài đây, rất thoáng đây. Đấy, một căn nhà ô tô 7 chỗ vào nhà. Đấy, xây dựng 5 tầng với 3 phòng ngủ. Có gara ô tô. Mức giá chỉ hơn 5 tỷ. Theo anh chị thì với mức giá này đã hợp lý với căn nhà này hay chưa? Đây là hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video này anh chị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.